chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục series hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí treo tường từ bìa cắt tông và những tờ giấy màu thủ công. Thì trên bàn của mình đây là một tấm bìa cắt tông có hình thân cây như thế này và những cái que giấy đã được mình quấn sẵn như thế này. Thì sau đây mời tất cả bạn cùng mình bước vào video chi tiết. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một hộp màu nước như thế này, màu đen để chúng ta tạo nền cho chiếc thân cây của mình. Ở đây thì mình sẽ đặt một tấm bìa cắt tông khác xuống để chúng ta tô màu, để cho phần tấm bìa màu đen của mình nó sẽ không bị lem xuống mặt bàn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một chiếc cọ, sau đó thì sẽ tô lên phần mặt bên trên của tấm bìa cắt tông như thế này. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt tô tất cả những cái phần cành cây như thế này bằng một lớp màu đen. Và cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ tô cho đến hết phần thân cây của mình. Và như vậy là mình đã tô được một nửa phần thân cây rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì bây giờ mình sẽ tô cho đến hết phần thân cây này. Và như vậy là tấm bìa cắt tông có hình thân cây này của mình cũng đã được mình tô xong lớp màu đen lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt tấm bìa cắt tông của mình sang một bên để cho lớp màu của mình được khô. Thì bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần những chiếc que giấy màu trắng. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu trắng như thế này và một chiếc ống hút. Thì mình sẽ sử dụng chiếc ống hút này để chúng ta tạo ra được một phần que giấy thật là đều nhau. Bây giờ thì mình sẽ đặt chiếc ống hút của mình lên tờ giấy, sau đó thì sẽ quấn phần tờ giấy của mình theo chiếc ống hút. Đến đây thì mình sẽ dùng keo để cố định phần ở que giấy của mình lại. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một chiếc que giấy rất là đều nhau. Ở đây thì các bạn tổng cộng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 5 chiếc que giấy như thế này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng kéo, sau đó thì sẽ cắt đi những cái phần đầu của những chiếc que giấy này để cho những chiếc que giấy của mình thật là đều nhau. Mình sẽ đo những chiếc que giấy này trước, sau đó mình sẽ cắt đi những cái phần đầu. Sau khi mình đã cắt xong được 5 chiếc que giấy rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành ghép khung cho những chiếc que giấy này. Đầu tiên thì mình sẽ ghép những chiếc que giấy này tạo thành một hình tam giác trước. Bây giờ mình sẽ lần lượt cho keo vào những chiếc ống hút như thế này và lần lượt đặt lên bên trên. Tương tự như vậy thì ở phần que giấy ở phần đối diện các bạn cũng sẽ đặt cố định lên như vậy. Và sau khi mà các bạn đã đặt xong ở hai bên rồi thì tiếp tục các bạn sẽ đặt tiếp cho mình ở phần bên trên nữa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng những chiếc que giấy còn lại, sau đó thì sẽ đặt lên chia làm 3 phần bằng nhau như thế này. Sau khi đã chia làm 3 phần bằng nhau rồi, ướm thử đã vừa thì mình sẽ cho keo và cố định tiếp những chiếc que giấy này của mình lại. Mình sẽ cố định như thế này. Mình đã cố định xong được que giấy thứ nhất. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đặt tiếp những chiếc que giấy thứ hai của mình vào. Thì ở đây các bạn sẽ cho keo vào phần bên dưới và để gắn cho phần khung hình của mình nó được cân đối, và cũng như là sẽ khi mà gắn những bông hoa lên nó cũng sẽ được đẹp hơn. Và như vậy là những chiếc que giấy của mình đã được mình cố định lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiếc kéo này, sau đó thì sẽ cắt những cái phần dư của tờ giấy đi. Đây là những phần dư của tờ giấy. Sau khi mà mình đã cắt được những phần dư như thế này rồi thì bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những bông hoa để chúng ta trang trí lên phần khung hình này. Ở đây các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai tờ giấy với hai kích thước khác nhau, đó là 6x6 và 4x4cm như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ gập chéo tờ giấy của mình lại. Sau khi các bạn đã gập chéo xong thì bây giờ mình sẽ gập đôi tờ giấy để chúng ta có thể lấy được cái điểm tâm ở chính giữa. Và sau khi mà mình đã có được một chiếc điểm tâm ở chính giữa đây như thế này rồi thì mình sẽ chia tờ giấy của mình ra làm 3 phần bằng nhau. Tương tự thì bây giờ mình cũng sẽ gấp với cách làm như vậy. Ở tờ giấy có kích thước 4x4 này, mình sẽ gập hai tờ giấy này trước, sau đó thì mình mới bắt đầu cắt những cái cánh hoa của mình ra sau nha các bạn. Và như thế này là những cánh hoa mình đã chia tờ giấy của mình ra làm 3 phần trước nha các bạn. Sau khi mà mình đã gấp được như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc bút chì của mình và phác họa cánh hoa của mình lên.
Và đây là cánh hoa của mình, thì mình sẽ phác họa đầu trên của mình nó sẽ hơi nhọn một chút xíu, và ở hai bên thì nó sẽ tròn như thế này. Sau khi mà mình đã phác họa xong rồi thì mình sẽ sử dụng chiếc kéo của mình và cắt theo cái đường chì mà mình đã kẽ. Sau khi mà mình đã cắt được một chiếc đường chì như thế này rồi thì tương tự bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục cắt như vậy với phần thứ hai. Như vậy sau khi mà mình đã vừa cắt xong được cánh hoa thứ nhất thì bây giờ tương tự mình cũng sẽ làm như vậy với phần cánh hoa thứ hai này. Và như vậy là hai cánh hoa của mình đã được mình cố định xong rồi. Bây giờ thì bước tiếp theo các bạn sẽ lần lượt gấp đôi tất cả những cái cánh hoa này lại để chúng ta có thể hoàn thành xong được một bông hoa hoàn chỉnh nha các bạn. Như vậy là lần lượt mình sẽ gấp tất cả những cái cánh hoa 6 cánh này lại với nhau để chúng ta tạo cái điểm sinh động cho bông hoa của mình cũng như là cho bông hoa của mình được đẹp hơn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong được phần bông hoa thứ nhất, bây giờ là sang bông hoa thứ hai, mình cũng sẽ tiếp tục gập đôi từng cánh hoa này lại như thế này để chúng ta có thể tạo điểm nhấn cho bông hoa của mình nhé. Ở đây thì mình chỉ sắp hoàn thành xong được những cái cánh hoa nhỏ rồi, và đây là cánh hoa cuối cùng của mình. Sau khi mình đã vừa làm xong được những cánh hoa rồi, ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai bông hoa với hai kích thước bằng nhau, và một bông hoa thì sẽ có kích thước nhỏ hơn như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ lần lượt ghép tất cả những cái cánh hoa này lại với nhau. Đầu tiên thì mình sẽ cho keo vào chính giữa của cánh hoa đầu tiên, và mình sẽ gắn so le cánh hoa thứ hai với cánh hoa thứ nhất như thế này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng tiếp cánh hoa có kích thước nhỏ nhất và gắn vào chính giữa. Tương tự các bạn cũng sẽ gắn so le với cánh hoa thứ hai như thế này để chúng ta có thể tạo điểm nhấn cho bông hoa của mình được đẹp hơn nha các bạn. Như vậy là bông hoa của mình đã được mình hoàn thành xong rồi. Sau khi mà mình đã làm xong được một bông hoa như thế này rồi thì bước tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu hồng có kích thước là 3x3cm như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa 7 cánh để trang trí xuống phần thân cho đồ trang trí của mình. Bây giờ thì mình sẽ gập đôi tờ giấy và lần ngược hai đầu như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ gập tiếp một đầu nữa và mình sẽ sử dụng kéo để cắt phần dư của tờ giấy. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cắt bỏ phần dư của tờ giấy đi. Sau khi đã cắt bỏ xong được phần dư rồi thì mình sẽ dùng bút chì để phác họa cánh hoa của mình. Và bây giờ thì mình sẽ phác họa cánh hoa của mình lên như thế này. Sau khi đã phác họa xong thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt theo cái đường chì mà mình đã vẽ. Và như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong được một bông hoa như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ cắt bỏ cho mình một cánh hoa. Sau khi đã cắt bỏ xong thì mình sẽ dùng keo để cố định phần cánh hoa của mình lại. Và như vậy là cánh hoa của mình đã được mình cố định lên rồi. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu xanh. Một tờ giấy màu xanh có kích thước là 2x4cm như thế này. Và mình sẽ hướng sử dụng tờ giấy màu xanh này để chúng ta tạo ra được một chiếc lá cây. Ở đây mình sẽ gập đôi tờ giấy của mình lại. Sau khi mình đã gập đôi như thế này rồi thì mình sẽ dùng kéo và cắt theo, cắt thành một hình chiếc lá. Và đây là hình chiếc lá cây của mình. Sau khi đã làm xong được tất cả những bông hoa và những chiếc lá rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt đặt những bông hoa hồng này của mình lên bên trên phần khung hình trước. Đây là phần khung hình của mình. Bây giờ thì mình sẽ đặt xuống phần bên dưới khung hình của mình là 4 bông hoa nha các bạn. Và bây giờ thì lần lượt mình sẽ cho keo vào phần bên dưới của mỗi bông hoa và mình sẽ đặt lên bên trên của khung hình như thế này. Tương tự bây giờ là bông hoa thứ hai của mình sẽ đặt lên bên trên. Ở bên dưới này thì mình sẽ sử dụng đó là 4 bông hoa để chúng ta trang trí lên hình tam giác. Đây là bông hoa thứ tư của mình. Sau khi mà mình đã gắn được 4 bông hoa như thế này rồi thì tiếp theo ở phần que giấy thứ hai các bạn sẽ gắn cho mình đó là 3 bông hoa. Thì mình cũng sẽ cho keo vào từng bông hoa và lần lượt đặt lên bên trên như thế này.
Cứ tương tự như vậy thì mỗi phần thanh ngang các bạn sẽ đặt cho mình những bông hoa với thứ tự nhỏ dần, đó là 2 bông hoa. Sau khi đã đặt được 2 bông hoa lên rồi thì cuối cùng phần bên trên này thì các bạn sẽ đặt cho mình 1 bông hoa. Và như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong được phần những gắn những bông hoa của mình lên bên trên rồi. Sau khi mình đã gắn được những bông hoa lên bên trên phần khung hình như thế này thì bước tiếp theo mình sẽ sử dụng những hạt xốp của mình để gắn vào chính giữa của mỗi bông hoa. Và đây là những hạt xốp của mình thì mình sẽ đặt vào mỗi bông hoa của mình như thế này nha các bạn. Ở phần bên dưới này thì mình sẽ lựa chọn những hạt xốp to để mình gắn lên bên trên của những hạt xốp của những bông hoa. Sau khi mình đã ướm thử lên bên trên của bông hoa rồi thì cứ lần lượt như vậy mình sẽ tiếp tục cho keo vào và cố định chắc chắn những hạt xốp của mình vào những bông hoa như vậy. Sau khi mà mình đã đạt được những bông hoa ở hàng bên dưới rồi thì tiếp theo mình sẽ tiếp tục sử dụng những hạt xốp như vậy để mình gắn vào những bông hoa còn lại nha các bạn. Và như vậy là những bông hoa đã được mình trang trí vào đó là những hạt xốp màu vàng như thế này. Sau khi mình đã gắn được những bông hoa ở phần hình tam giác rồi thì bây giờ mình sẽ đặt hình tam giác của mình lên bên trên phần thân cây. Cuối cùng thì phần thân cây của mình cũng đã khô. Bây giờ thì mình sẽ đặt phần thân cây và phần hình tam giác của mình lên như thế này. Thì ở phần bên trên sẽ tạo ra được một cái... Thì bây giờ mình sẽ cố định phần thân cây và phần hình tam giác của mình lên nha các bạn. Mình sẽ cho keo vào 4 phần thân cây như vậy. Sau khi mình đã cho keo vào rồi thì lần lượt mình sẽ đặt phần thân cây, hình tam giác của mình, phần khung hình tam giác và hình thân cây lại với nhau. Và mình sẽ giữ một lát để cho phần keo và phần thân cây được gắn cố định với nhau hơn. Sau khi keo và phần thân cây đã cố định chắc chắn lại với nhau rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng những bông hoa nhỏ của mình để đặt lên bên trên phần thân cây như thế này nha các bạn. Mình sẽ đặt những bông hoa của mình lên bên trên phần thân cây như thế này. Tiếp theo mình sẽ đặt những bông hoa của mình vào những cái cành cây nhỏ. Tương tự, mình sẽ đặt cả những bông hoa của mình lên bên trên như thế này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng tổng cộng đó là 5 bông hoa nhỏ như thế này nha các bạn. Sau khi mình đã đặt được những bông hoa nhỏ của mình lên bên xuống phần thân cây rồi thì tiếp theo trang trí vào mỗi phần bông hoa như vậy là mình sẽ sử dụng những hạt xốp màu cam của mình để trang trí vào cho bông hoa của mình thêm phần nổi bật. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục sử dụng những bông hoa như vậy, những hạt xốp như vậy để trang trí vào 5 bông hoa của mình. Sau khi mình đã gắn được những hạt xốp ở những bông hoa nhỏ rồi thì bây giờ lần lượt mình sẽ đặt những chiếc lá của mình vào như thế này. Mình sẽ vào những cái cành cây nhỏ thì mình sẽ đặt những chiếc lá nhiều hơn. Đây là ở đây thì mình sẽ sử dụng 3 chiếc lá như thế này. Sau khi mình đã gắn được 3 chiếc lá ở phần cành cây nhỏ rồi thì tương tự các bạn cũng sẽ tiếp tục sử dụng cho mình những chiếc lá ở phần khác nữa để chúng ta có thể trang trí lên. Tương tự những cái phần bông hoa như thế này, các bạn cũng sẽ đặt những chiếc lá của mình vào. Và như vậy là mình cũng đã sắp hoàn thành xong được những chiếc lá của mình lên bên trên của mỗi bông hoa rồi. Và như vậy là những chiếc lá của mình cũng đã được mình cố định lên những bông hoa nhỏ, thì tác phẩm treo tường của mình cũng đã được hoàn thành rồi.
Các bạn có thể trang trí tác phẩm của mình trong phòng khách và phòng làm việc để trang trí cho căn phòng của mình trở nên đẹp và sinh động hơn nữa. Thì nếu bạn nào mà thấy tác phẩm của mình đẹp cũng như là video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực ra những video hay hơn và những ý tưởng tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.